Xin chào cả nhà, mình là Sơn Thái và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube về Smile của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ làm tiếp một series mà mình đã drop rất lâu rồi. Đó là series về giải thích kỹ năng các vị thần trong Smile. Và vị thần sẽ xuất hiện ngày hôm nay là Ganesh, vị thần voi đại diện cho sự thành công trong thần thoại Hindu của Ấn Độ. Và như thường lệ, đầu tiên chúng ta sẽ nói về nội tại của Ganesh. Nội tại của Ganesh theo như mình đánh giá là một trong những nội tại hiệu quả và phù hợp nhất cho một vị thần đi ở vị trí support. Lý do vì sao? Đó là bởi vì nội tại của Ganesh cho phép vị thần này mỗi khi mà kết liễu một vị thần phe địch cũng như là một binh lính hay là bất kỳ một quái rừng nào đó thì vị thần này sẽ chuyển cái lượng tiền cũng như là lượng kinh nghiệm mà mình đã kiếm được cho cái vị thần đồng minh ở gần vị trí của Ganesh nhất trong phạm vi cho phép. Và điều này cũng có nghĩa rằng Ganesh sẽ không sợ cái việc mà lỡ tay last hit mất, lỡ tay giết mất cái một vị thần phe địch của đối phương khiến cho ADC của bạn bị thọt level hay dọc tiền chẳng hạn. Hoặc là Ganesh sẽ không phải lo cái việc mà last hit mất quái ở trên đường. Như vậy sẽ tối ưu hóa cái việc ADC của bạn luôn luôn nhận được cái lượng tiền và lượng kinh nghiệm nhiều nhất có thể ở một vị trí ADC. Và ngoài ra thì cái nội tại này cũng khiến cho Ganesh luôn luôn ở trong cái vị thế là người đi hỗ trợ, nhận được cái điểm hỗ trợ bất kể khi mà có một cái vị thần đồng minh nào đó ở xung quanh khu vực của anh ta. Thì điều này cũng rất có lợi khi mà anh ta sử dụng, đặc biệt là sử dụng với hai cái đồ support là Sentinel Gift và cái Gauntlet of Tips này. Thì cái Sentinel Gift này, cái nội tại của nó ấy, sẽ là khi mà Ganesh hỗ trợ một đồng đội giết bất kể một cái con quái đi đường, lính đi đường nào hay là quái rừng nào đó thì anh ta sẽ được cộng 8 tiền cũng như là được hồi 12 máu và 8 mana. Đó. Và cái Gauntlet of Tips này thì cái stack của nó sẽ được cộng chỉ khi mà Ganesh hỗ trợ giết một con minion hay là một quái rừng nào đấy thì tất cả hai cái đồ này sẽ được stack lên cũng như là được proc rất là thường xuyên, được kích hoạt rất là thường xuyên khi mà ở trong tay Ganesh. Và Ganesh sẽ không cần phải để ý đến cái việc mà mình lỡ tay last hit mất một con quái trên đường hay lỡ tay last hit mất một vị thần cải thiện đối phương, khiến cho cái những cái đồng người đồng đội khác của bạn luôn luôn đi với Ganesh thì luôn luôn được tối ưu hóa cái lượng tiền, lượng kinh nghiệm người ta nhận được. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về bốn kỹ năng kích hoạt của Ganesh. Kỹ năng đầu tiên có tên là Turn of Fate. Kỹ năng này sẽ là kỹ năng chính được Ganesh sử dụng khi đi đường, bởi vì đây sẽ là kỹ năng chính được Ganesh sử dụng để gây sát thương lên các vị thần kẻ địch đối phương cũng như là clear quái. Thì khi kích hoạt kỹ năng này, Ganesh sẽ bắn ra một quả cầu năng lượng đi thẳng về phía trước này, xuyên qua tất cả các mục tiêu và gây sát thương đến tất cả mục tiêu mà nó đi qua. Đồng thời tương ứng với mỗi mục tiêu mà nó gây sát thương lên ấy, thì Ganesh sẽ tăng cho tất cả các vị thần đồng minh đứng xung quanh khu vực 55 đơn vị xung quanh Ganesh một lượng sát thương bổ sung là 2%, và lượng sát thương này được stack tối đa là 5 lần tương ứng với 10%, tương ứng với 5 mục tiêu mà cái chiêu 1 này gây sát thương lên. Kỹ năng thứ hai của Ganesh có tên là Orb. Khi kích hoạt kỹ năng này, Ganesh sẽ tạo ra một trường năng lượng theo hình nón ở phía trước mặt như này, khiến cho tất cả các vị thần kẻ địch ở trong hình nón đó sẽ bị câm lặng, bị silence và không thể sử dụng bất kỳ một kỹ năng nào. Đồng thời ấy, thì khi kích hoạt kỹ năng này, tất cả các vị thần đồng minh ở trong cái phạm vi hình tròn xung quanh Ganesh như này sẽ được cộng một lượng giáp cả vật lý cũng như là phép thuật. Ngoài ra, mọi người lưu ý là khi sử dụng kỹ năng này thì Ganesh sẽ bị giảm 20% tốc độ di chuyển. Tuy nhiên bù lại thì Ganesh sẽ được di chuyển tự do sang trái, phải, lùi mà không bị cái movement penalty, cái bị phạt cái tốc độ di chuyển mặc định ở trong Smite. Kỹ năng thứ ba của Ganesh có tên là Remove Obstacles. Khi kích hoạt kỹ năng này, Ganesh sẽ lao thẳng về phía trước, đi xuyên qua quái cũng như là lính đi đường và gây sát thương cho tất cả chúng. Và khi gặp bất kỳ một vị thần phe địch nào đó thì Ganesh sẽ dừng lại ở vị thần đó, giữ lại vị thần đó, khiến cho vị thần đó bị làm choáng. Đồng thời ở cuối cái giai đoạn choáng đó thì vị thần đó sẽ bị hất tung lên trời và đồng thời cũng sẽ gây sát thương. Thì đây là kỹ năng duy nhất giúp Ganesh có cái khả năng di chuyển, tăng khả năng di chuyển ở trong map. Đồng thời thì nó cũng là một cái chiêu gây CC khá là khó chịu. Ngoài ra, ở chiêu 3 của Ganesh có một điều đáng chú ý mà nhiều người thường bỏ quên hay là không để ý ấy. Đó là chiêu 3 của Ganesh giúp cho Ganesh có thể đi xuyên qua các vật thể các vị thần về phe địch tạo ra. Bất kỳ một vật thể nào, kể cả tường của Ymir, Kabrakan, Odin hay là tường của Thor tạo ra thì Ganesh đều có thể đi xuyên qua được. Đây mình có thể làm cho mọi người xem. Đó, chúng ta có thể chạy xuyên qua được tường của Thor và tất cả các loại vật thể khác do một vị thần, bất kỳ một vị thần phe đối phương nào tạo ra.
Và kỹ năng cuối cùng của Ganesh có tên là The Hamic Pillars. Khi kích hoạt kỹ năng này, Ganesh sẽ đặt ra 4 chiếc cột ở trên mặt đất, nối với nhau thành các đường thẳng. Tất cả các kẻ địch đứng trên các đường thẳng đó sẽ bị gây sát thương liên tục mỗi 0,3 giây. Đó, bất kể khi nào mà họ còn đứng ở trên cái đường kẻ đó, đồng thời bị làm chậm tốc độ di chuyển và bị trừ một lượng giáp đáng kể. Cái debuff giảm tốc độ di chuyển và trừ giáp này sẽ kéo dài thêm 3 giây nữa sau khi đối phương đi ra khỏi cái vạch kẻ. Còn về cách sử dụng chiêu cuối của Ganesh, có một tip để sử dụng chiêu này cho hiệu quả, đó là mọi người hãy cố gắng căn cái hướng di chuyển của đối phương và đặt sao cho hướng hướng di chuyển của đối phương gần với cái vạch của cái chiêu cuối này nhất đó. Và ngay khi đối phương bị dính kỹ năng đó, đứng ở trên cái vạch của kỹ năng cuối này, chúng ta sẽ cố gắng sử dụng chiêu 3 nếu như có thể, hoặc là đồng đội của Ganesh, nếu như bạn là đồng đội của Ganesh, hãy cố gắng sử dụng một kỹ năng gây CC giữ đối phương ở trên cái vạch đó càng lâu càng tốt, để tối ưu hóa cái lượng sát thương khổng lồ mà kỹ năng cuối của Ganesh có thể tạo ra. Đây là một trong những kỹ năng có lượng sát thương lớn nhất trong tất cả các Guardian, trong tất cả các God thuộc class Guardian ở trong Smite. Ngoài ra thì chiêu của Ganesh cũng rất là hiệu quả trong việc clear object, giúp team clear object như là Fire Giant hay là Gold Fury, thậm chí là trong việc đi phá Titan, phá nhà chính của đối phương, bởi cái lượng sát thương gây ra cho mục tiêu ở trên đứng liên tục ở trên cái vạch của chiêu cuối của Ganesh là cực kỳ khổng lồ. Chúng ta có thể thử nghiệm với Gold Fury. Mọi người có thể thấy Gold Fury bị mất rất nhiều máu khi đứng liên tục ở trên cái vạch này, mất rất nhanh. Đó, đây đây cũng là lý do vì sao mà chiêu cuối của Ganesh được ví như là chiêu cuối của Anubis ở trong giới Guardian. Và cuối cùng trong clip ngày nay, mình sẽ nói về thứ tự ưu tiên nâng điểm kỹ năng của Ganesh. Dĩ nhiên là ở vị trí support và đi ở map conquest. Đầu tiên ở level 1 chúng ta sẽ cộng một điểm cho chiêu 1, vì đây sẽ là chiêu chính giúp chúng ta gây sát thương đối phương và clear quái khi đi đường. Ở level 2 chúng ta sẽ cộng một điểm cho chiêu 2 để có thêm chiêu gây sát thương lên lính cũng như là gây sát thương cho kẻ địch và cái CC. Ở chiêu level 3 thì thường chúng ta sẽ cộng một điểm cho chiêu 2 để lấy cái CC silence, và đồng thời cộng cái giáp cho đồng đội của chúng ta. Ở level 4 chúng ta sẽ cộng thêm một điểm nữa cho chiêu 1. Ở level 5, ngay khi được cộng chiêu cuối lần đầu tiên, chúng ta sẽ ở level 5 chúng ta sẽ cộng một điểm vào chiêu cuối. Và tiếp theo đó, thứ tự ưu tiên cộng điểm kỹ năng của Ganesh sẽ là ưu tiên mắc điểm cho chiêu 1 trước, sau đó là đến chiêu 2 và cuối cùng mới là chiêu 3. Thông thường sẽ là như vậy, vì Ganesh không phải là một god có cái khả năng chơi aggressive cao, mà chủ yếu là chơi ở cái thế passive, ở cái thế bị động hơn và mang tính bảo vệ đồng đội và buff cho đồng đội hơn. Chính vì vậy chiêu 2 sẽ hiệu quả hơn trong việc bảo vệ đồng đội của chúng ta cũng như là gây CC ngăn cản đối phương, gây sát thương lên chính chúng ta cũng như là đồng đội của chúng ta. Còn chiêu 3 chúng ta sẽ sử dụng nó mục đích chính là để gây cái CC giữ đối phương ở một chỗ để giúp cho đồng đội của chúng ta dễ dàng gây sát thương lên đối phương hơn. Thì như vậy thường chúng ta sẽ cộng chiêu 3 sau chiêu 2. Tuy nhiên trong một số trường hợp chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta có thể sử dụng chiêu 3 để aggressive, gây cái áp lực đối phương hơn, gây được nhiều lượng sát thương hơn ở cái giai đoạn đầu game, thì chúng ta có thể ưu tiên cộng thêm một vài điểm cho chiêu 3 trước chiêu 2. Những cái đó là linh hoạt tùy vào cái nhu cầu cũng như là cái khả năng đọc tình huống của mọi người và cách sử dụng, cái khả năng sử dụng chiêu 3 một cách chính xác của mọi người. Đó, và dĩ nhiên là chiêu cuối thì chúng ta sẽ luôn luôn cộng đúng level mà chúng ta được cộng. Bất kể khi nào chúng ta được quyền cộng chiêu cuối, chúng ta sẽ ngay lập tức cộng một điểm vào chiêu cuối, bởi vì chiêu cuối rất quan trọng đối với Ganesh trong việc combat và gây sát thương lớn lên nhiều mục tiêu cùng một lúc. Vậy là mình đã hoàn thành xong việc giải thích kỹ năng cũng như là gift tip về cách sử dụng các kỹ năng của Ganesh, vị thần voi đại diện cho sự thành công trong thần thoại Hindu của Ấn Độ. Nếu mọi người thấy clip ngày hôm nay có ích, hãy like và subscribe để ủng hộ mình làm tiếp clip trong series này nhé. Đồng thời, ai có nhu cầu muốn mình làm clip cụ thể về một god nào đó, hãy để lại ý kiến trong phần bình luận, mình sẽ cố gắng đáp ứng trong thời gian ngắn nhất có thể. Bên cạnh đó, những bạn nào có nhu cầu muốn gắn bó dài lâu về game Smite mà chưa biết về cái cộng đồng dành cho người chơi Smite tại Việt Nam, thì hãy tham gia vào nhóm Facebook cũng như là nhóm Discord cùng có tên là Việt Nam Smite Players theo cái đường link mà mình đã để trong phần mô tả của clip này. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau. Mình là Sơn Thái. See ya!